Em là Lì lau nhà, Mê Gì quét nhà, Sophia hút hút bụi chỗ cái thảm cho mami chứ, hút sạch chứ. Rồi qua phòng bà Tư hút đi. Bài tùm lum nhỉ? Đi đâu hết em? Giờ qua hút phòng bà Tư với bà ngoại hả? Từ 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 để phải nhúng cho nó ra hết nước rồi đó. Con mê gì kìa. Mê gì? Để em quét. Em quét đi. No, con phải đẩy nó xuống. Con phải đẩy cái này nó xuống như nè. Rồi. Rồi, rồi, con ấy đi. Con quét đi. Không được, không được. Cái đó không được. Cái này chỉ cho con này thôi. Cái đó ướt, ướt. Ướt áo giờ. Ướt áo giờ. Ướt áo giờ. Rồi, coi Sophie hút bụi tới đâu rồi nè. Rồi hút đi, để phòng bà Tư ra hút. Chứ chừng nó đụng như mấy cái cửa nha. Chỉ bà Tư hút không? Rồi mấy gì? Rồi mấy gì quét nhà đi. Gì cả gì mà Tư được rồi. À nó muốn lấy cái đó đem mất kiến để mà quét nhà. Có chừng nó đụng như mấy cái cửa này nè, nó ra nè phía. Đụng như mấy cái cạnh đó. Rồi cái ra qua ngoài. Thấy mà đi lau nhà xong chưa? Coi nè, cha làm biếng con quét nhà hút bụi. Xong chưa? Chưa. Xong chưa bưởi? Hả? Không có lấy nữa, sao không biết đường con làm? Con đâu biết từ nhảy nước xuống đâu. Rồi. Từ phải đạp cái này xuống mới mới hút được mua ra đây. Rồi. Bảy bữa. Nó đâu rồi nhà bếp này đi. Nó lau rồi nhà bếp vào đây nè, dơ rồi nè. Thịt kho trứng vịt. Đây bún muối, ai ăn không? Cái gì? Kệ nó đẩy đi.